Chào các bạn, hôm nay cho Samboy và Sơ thưởng thức bánh đây các bạn. Đây là một trong những loại bánh có thể nói là rất là ngon luôn. Đây Samboy này. Đây các bạn, đây là một trong những loại bánh rất là ngon luôn. Để mời các bạn ăn bánh cùng với gia đình nhà Samboy nhé. Đây là bánh có trứng cút đây các bạn. Rất là ngon các bạn. Ngon Sam, ngon. Sam bỏ ăn mỗi dòng. Ngon. Cái nhau. Bây giờ bỏ cái da ngoài nè. Bỏ cái da, quên da. Thank you.
này. Là chưa đến giờ.